Vâng, đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Còn hiện tại là 11 giờ trưa của ngày 15 tháng 1 năm 2021. Vâng, thì em đang về tại xã Yên Tập, đó là nhà bác Hùng Hường. Vâng, để bàn giao cho nhà bác một bộ bàn ghế ăn. Vâng, thì đây trên màn hình quý vị đây là toàn ảnh ngôi nhà nhà bác nhé. Vâng, thì các bác cùng em đi vào bên trong để chiêm ngưỡng bộ bàn ghế em ở bàn giao cho bác nhé. Đây, chúng tôi đang khuôn nó rồi, trên xe còn hai chiếc ghế nó đang cho xuống nốt. Chính là bác là bố ông ấy luôn nhỉ? Hả bác? Bác là bố ông ấy nhỉ? À, chú à? Wow. Thế tên Hùng Hường là tên người đấy, nó à? Rồi, thì ngôi nhà vừa mới hoàn thiện xong rồi, rất là đẹp. Đây. Đây. Bữa trước em đã bàn giao cho anh là bộ bàn ghế Âu Á hộp chất liệu gỗ Mita đây. Và cách đây khoảng 2 tháng rồi nhé. Còn em bàn giao cho anh một bộ bàn ghế Âu Á hộp Mita. Và có cái chất rộng của hôm nay, tiếp theo hôm nay là bàn giao tiếp bộ ghế ăn chất liệu gỗ đỏ đây, mẫu Louis đây. Mẫu kiểu tân cổ điển này rất là đẹp các bạn nhé. Cái phòng này rất hợp với bạn nhỉ? Rất hợp đấy. Rất đẹp đấy. Cái này Tết đến ngồi ăn nó cảm thấy nó ngon miệng. Wow. Rất chi là đẹp. Đây, phòng khách, phòng bếp nhà anh Hùng Hường ở Yên Tập đây. Khu này khu mấy Yên Tập bác nhỉ? Quang Trung 1. Quang Trung 1, xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê. Ở đây này, anh có cái tủ bếp cũng mới làm xong rất là đẹp, phòng gỗ xoan này. Rất là đẹp nha. Còn cái phòng ăn là rộng các bác nhỉ? Phòng ăn rất là rộng đấy. Đây là xã Yên Tập, những chân dốc me của xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đây. Đây, ai có nhu cầu xây nhà làm cầu thang thì cũng tham khảo cái mẫu cầu thang của nhà anh này, kết hợp vừa kính và vừa gỗ đây, rất là đẹp, nhìn rất là thoáng, rất là đẹp nha. Các bác nào có nhu cầu tham khảo luôn cái không gian như nhà anh này, là kết hợp giữa phòng khách và phòng ngủ, một bức chắn rất là thoáng đẹp đấy. Đấy, phòng khách như vậy đây. À, em. Đây bà chủ đi chợ về à? Em thì dạy học về à? À. Bộ này á? 25 triệu. Tí tiền. Có tạ thịt bò đi. Tạ thịt bò. Nhìn thế kêu mà nhìn nó mới đẹp, nó mới vừa phòng khách này đẹp, trông nó hoành tráng. Đây, các bác nào có nhu cầu sở hữu bộ ghế ăn như của nhà anh Hùng Hường ở xã Yên Tập mà Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ này thì dạ trước đây là anh bán bộ kia, ừ đấy. Hôm nay lại tiếp bộ này. Tính rồi, em đi. Rồi.